Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn file PDF vào trong Excel. Để chèn file PDF vào trong Excel thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào ô mà các bạn chúng ta muốn chèn file PDF. Đó giả sử như đây, tôi muốn là chèn file PDF vào trong ô này thì tôi sẽ chọn nó. Tiếp theo, tôi sẽ vào tab Insert. Chọn vào Object. Thì lúc này á, một hộp thoại Object nó sẽ xuất hiện sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào create from file tiếp theo tôi sẽ chọn vào browser sau đó tôi sẽ chọn vào vị trí chứa file PDF mà tôi muốn chèn đó giả sử như ở đây tôi muốn là chèn file PDF này vào trong Excel thì tôi sẽ chọn vào nó bấm vào insert rồi nếu như các bạn chúng ta muốn là hiển thị icon thì các bạn chúng ta sẽ tích chọn vào display as icon sau đó ở đây bạn có thể là thay đổi icon này bằng cách là chọn vào trên icon đó bạn có thể là chọn một trong ba icon này tuy nhiên ở đây á tôi thấy các icon này á xấu quá tôi không chọn bây giờ tôi sẽ vào tích ở một là display as icon đi sau đó tôi sẽ chọn vào ok này. thì lập tức file pdf nó sẽ được chèn vào trong excel bây giờ tôi muốn là mở file pdf này thì tôi sẽ bấm đứt chuột của nó này chọn vào open thì lập tức là file PDF nó sẽ được mở lên. Đó thấy không? Rồi, các bạn lưu ý nha, nếu mà các bạn chúng ta gửi cái file Excel này qua một máy tính khác hoặc là qua một người bạn khác thì người bạn đó bấm vào file này á nó sẽ không mở được nha. Muốn người khác mở được á thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây các bạn chúng ta sẽ ra bằng hình này. Bấm phải chuột tạo một thư mục này. Sau đó ở đây các bạn, chúng ta sẽ nhập là tên cho nó. Giả sử như đây tôi sẽ nhập là Excel này. Rồi ở đây nó báo chung tên thì tôi sẽ nhập tên khác, ví dụ là file bài tập Excel. Rồi tiếp theo ở đây, tôi sẽ lưu file Excel vào trong thư mục đó. Vào file này, chọn vào save chọn browser. Bây giờ tôi sẽ lưu file Excel vào trong thư mục mà tôi vừa tạo này. Đặt tên là file A cũng được bấm vào sai rồi sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là copy file pdf copy sau đó vào thư mục tôi dán ra rồi sau đó ở đây tôi sẽ mở lại phải sao này sau đó tôi sẽ chọn lại đường dẫn nha ở đây tôi sẽ xóa cái đây đi để tôi tạo lại đường dẫn chọn vào ô Mà tôi muốn chèn file pdf chọn vào Z này chọn viết form browser đó sau đó các bạn chúng ta sẽ dẫn lại đường dẫn nha rồi bây giờ tôi sẽ vào cái thư mục là bài tập Excel đây chọn vào file PDF bấm vào insert chọn vào OK đó sau đó các bạn có thể là lưu lại nha lưu lại rồi bây giờ bạn có thể là nén cái file này lại này. Chọn vào S2 bài tập Excel chấm ra này, nén lại. Sau đó bạn có thể là gửi file này qua một máy tính khác. Thì khi đó họ giải nén ra. Rồi bây giờ tôi sẽ xóa cái file này đi bởi vì trong một thư mục nó sẽ không cho trùng tên file. Đó, khi người bạn của bạn giải nén file ra thì họ sẽ vào file Excel này bấm vào đây thì sẽ được nha đó lưu ý cho tôi đó như vậy là trong video rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chèn file PDF và trong Excel nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn đã theo dõi